Xin chào các anh em, hôm nay em xin giới thiệu cho anh em một chiếc Seiko Prisake thông tin đến từ Seiko. Hôm nay có mã hiệu là GDA394G1, bản nội địa made in Japan. Em này được trang bị một dial mặt màu trắng với kim sơn kim phun bằng dây đen, sơn xanh rất là đẹp. Trên dial còn có một cái phần chỉ năng lượng báo cót của máy và kim chỉ. Em này có chức năng lên cót tự động bằng tay. Em sẽ lên cho anh em xem. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái kim chỉ báo cót là nó bắt đầu nó chạy lên đó. Ở dưới góc 6 giờ là lịch ngày của máy. Em này được trang bị kính sapphire khối. Đây là phần cạnh của em nó với núm con logo chữ S của Seiko, dây thép đục đặc và khóa gập có khắc chữ Seiko. Đây là phần dây thép của em nó. Em này lên tay rất là đầm anh em ạ. Phần mặt sau em này chạy máy 4R57 với 29 chân kính, bản nội made in Japan, thép là thép chống rỉ và được xử lý chống nhiễm từ cho máy. Rồi, anh em có thể nhìn thấy phần phía sau của em đó. Bề dày là 12.5 mm, phải nói nên cầm rất là đập tay em.